Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là mỗi một cái người trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là một cái rất là đẹp đẹp như vậy. Và để cho mình tự thoải mái với chính bản thân mình và làm những cái video để phục vụ cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hôm nay thì video của tôi có tên là Tính Pháp Lý Của Sổ Hồng Sổ Đỏ. Nói như vậy để cho quý vị và các bạn được hiểu thêm những cái quy định của pháp luật mang tính chất định hướng là chính. Sáng nay có một cô điện thoại, cô đến văn phòng, cô bảo rằng là tôi được cấp một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cô bảo là cô được cấp vào những năm khoảng năm 2005. Thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cô thấy cái nhà hàng xóm nhà cô á, thì cái thấy họ không giống cô về cái số tờ bản đồ đó. Và cô cảm thấy là lo. Thì cô cũng đã đi hỏi rồi thì người này nói thế này, người kia nói thế kia, cho nên cô lo rằng là không biết là sổ thật hay là sổ giả. Thưa quý vị và các bạn, để trả lời câu hỏi của quý vị và các bạn và cũng để trả lời cô, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn một cách dễ nhất. Nếu trong trường hợp chúng ta được cấp sổ hồng, sổ đỏ lần đầu, thì trong cái việc cấp sổ đó, nhà nước sẽ, chúng ta sẽ coi ở cái góc ở phía bên tay trái các bạn ạ, phía bên tay trái, rằng cấp theo cái quyết định cấp hợp thức hóa hay như thế nào đó. Và nếu như trong trường hợp chúng ta lo rằng cái sổ này nó không có hồ sơ gốc, thì chúng ta hãy đến văn phòng đăng ký nơi cái đất, cái nhà tọa lạc, chúng ta sẽ đi lục lại bộ hồ sơ. Các bạn nhớ nha, nhà nước ta không có cái gì mà không có sổ gốc cả. Tất cả những cái được cấp sổ hồng, sổ đỏ đều có nguồn gốc. Có những cái nguồn gốc là nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hồi xưa đất tên bà A, và từ bà A qua tên tôi nhận được cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng mà muốn lục lại cái bộ hồ sơ sang tên đăng bộ thì chúng ta đến văn phòng đăng ký nơi cái của quận huyện, nơi đất tọa lạc, chúng ta trích lục bộ hồ sơ gốc. Còn nếu như trong trường hợp cấp theo cái bản án thì chúng ta cũng làm động tác đó. Thì tôi nghĩ rằng tùy theo cái văn phòng đăng ký quận huyện thì có cái mức phí nhiều hay ít thì cũng không biết, nhưng rõ ràng là trong tất cả đều có hồ sơ gốc các bạn ạ. Đều có hồ sơ gốc. Còn vấn đề thứ hai tôi cũng muốn quý vị và các bạn hiểu thêm, đó là cô bảo rằng là không biết là số tờ, số thửa có đúng hay không. Thì tôi kể cho quý vị và các bạn nghe thay cho câu trả lời của luật sư, là tôi làm cho một chú cái khách hàng, thì chú mới đưa cho tôi có cái sổ, thì tôi do cái thói quen mà vả lại cũng gần đây, tôi nói ủa hình như cái số này, cái số thửa nó hơi sai sai. Thì chú bảo đâu có sai đâu, tôi đảm bảo với cô Thu. Và sau khi là trích lục lại cái bộ hồ sơ và trích lục lại cái địa bộ đó, cái bộ hồ sơ, thì lại phát hiện ra là cái số thửa nhầm. Tôi bản thân tôi cũng vậy, tôi cho rằng do tất cả những cái thông tin này, nếu trong trường hợp có nhầm lẫn mà mình phát hiện kịp thời thì mình cũng có quyền chỉnh sửa. Cái việc nhầm lẫn nó có thể là số thửa các bạn ạ. Số thửa, ví dụ như là số thửa là 193 thì có thể là lộn là 293 chẳng hạn. Rồi tờ bản đồ, tất cả những cái văn trong cái hành chánh đều có thể nhầm lẫn. Và để mà tự mình bảo vệ quyền lợi của mình thì trong cái quá trình hành nghề luật sư thì tôi cũng có một cái mảng nhỏ gọi là cái mảng dịch vụ.
để mà giúp cho mọi người làm cái quá trình hợp thức hóa thì tôi phải kiểm tra cho họ. Tôi lấy cái thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, sau khi mà ra sang tên đăng bộ rồi thì tôi kiểm lại cho họ. Có thể rằng là kiểm về họ và tên, kiểm về chứng minh nhân dân, kiểm về địa chỉ nơi cư trú của họ, để tránh những trường hợp sau khi mà về làm xong rồi quăng vô tủ tới hồi khi cần nó, thì khi cần đi ra giao dịch thì trời ơi sai rồi không biết như thế nào. Thật ra thì cái nghề chúng tôi thì nó mang tính chất rất là chỉnh chu, từng câu chữ, và tôi nghĩ rằng cái từng câu chữ này nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy yên tâm hơn về nghề chúng tôi. Một lần nữa, tôi cũng có những cái hướng dẫn về những cái gói, ví dụ như là ly hôn, ví dụ như khởi kiện ly hôn, ví dụ như hủy giấy. Nếu quý vị và các bạn nào đó có quan tâm thì chúng ta hãy mua cái gói với một chút phí nhỏ nhỏ, nó vừa cái túi tiền của người dân Việt Nam mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.